13 tháng 4, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tham dự buổi gặp mặt có giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và Hà Nội tham dự và đưa tin. Tại buổi gặp mặt, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đến nay, Việt Nam đã nhận được lô vaccine đầu tiên dành cho trẻ thuộc nhóm tuổi này từ Australia. Lô vaccine này đang được kiểm định chất lượng trước khi được sử dụng cho trẻ em trên cả nước. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chương trình tiêm chủng mở rộng thì trước hết là vaccine sẽ được tiêm cho nhóm trẻ học lớp 6. Sau đó chúng ta mới triển khai cho nhóm tuổi nhỏ hơn. Cùng với nguồn cung ứng vaccine thì chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ có hướng dẫn rất cụ thể cho từng lô vaccine và triển khai cho nhóm đối tượng nào để đảm bảo cái tính đồng đều cũng như cái việc giám sát an toàn tiêm chủng trên quy mô toàn quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng cũng chia sẻ, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ sử dụng hai loại vaccine là Pfizer và Moderna để tiêm cho nhóm trẻ này. Các cán bộ tiêm chủng cũng được yêu cầu đề cao tinh thần cảnh giác với mọi phản ứng có thể xảy ra. Về ghi nhận phản ứng sau tiêm đối với nhóm trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi thì hoàn toàn tương tự như nhóm trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi mà chúng ta đã triển khai vừa qua. Thì hầu hết là các phản ứng thông thường như là đau đầu, tiêu chảy, đau tại vị trí tiêm, các cháu có thể có mệt mỏi, có thể có hơi ớn lạnh và sốt. Cái phản ứng này xuất hiện ở liều thứ hai nhiều hơn liều thứ nhất. Và cái tỷ lệ mà sốt cũng như các cái phản ứng tôi vừa nêu đến phản ứng thông thường thì nó xuất hiện khoảng độ từ dưới trên 10% đến dưới 50%. Và những cái phản ứng mà có cái tỷ lệ gặp ít hơn dưới 10% đó là các cháu có biểu hiện buồn nôn và sưng tấy tại chỗ tiêm. Thế và ít gặp nữa dưới 1% là có các phản ứng như nổi hạch, phản ứng quá mẫn như phát ban, ngứa mề đay, mất ngủ. Các cháu có một số cháu có biểu hiện ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi, đau chi, suy nhược, khó chịu và ngứa tại vị trí tiêm. Rất hiếm gặp những trường hợp đó là tỷ lệ 1/10.000, 1/100.000 hoặc 1/1.000.000 những cháu có phản ứng đó là các phản ứng phản vệ và phản ứng viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Về số lượng trẻ được tiêm vaccine COVID-19 dự kiến, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố đến nay, Việt Nam có khoảng 11,8 triệu trẻ em thuộc nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong số này, có 8,2 triệu trường hợp chưa mắc COVID-19. Đây là con số ước tính tới tháng 4. Do đó, đến quý 2 năm 2022, chúng ta sẽ nỗ lực tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ 6,2 triệu trẻ em này. Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tiêm vaccine cho người đã mắc COVID-19. Bộ Y tế cho biết, ngày 17 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 10722 BITDP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Tiếp đó, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và các đơn vị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19. Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia và ý kiến của các chuyên gia, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 10722 BITDB. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19, thực hiện trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng. Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát, lập danh sách tiêm cho trẻ em đang đi học thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị triển khai tiêm chủng. Các nội dung khác được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 1535 BITDB ngày 28 tháng 3 năm 2022 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.